200.000 thôi anh ạ, 200.000 thôi. Bóc ra không có, bóc ra. Em không đồng ý anh làm như vậy, đây là khách của em. Em chuyển khoản cho anh luôn, em chuyển khoản cho anh 200.000 luôn, anh không cần cho em, không cần phải làm nữa. Cộng những miếng này dán tận 500.000 được anh. Không được. Miếng này 500.000 là không được đâu. Là khách nước ngoài thôi. Em rất là ok với anh, nên em đi gọi anh vào. Năm trăm nghìn. Không, 500 không được, 200 thôi. 200 ngay thôi. Cô thích con cho cô luôn, con nói thật với cô dạy được cái này, con nói thật cô dán 600-700 này con đi rông, con không lấy tiền công. Clip người đàn ông chặt chém du khách nước ngoài minh dán điện thoại giá 500.000 đồng tại quán cà phê, ngày 25 tháng 12, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip về vụ việc một người đàn ông bị tố chặt chém du khách nước. Trong đoạn clip, một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen sau khi dán miếng cường lực cho nhóm du khách nước ngoài lên báo giá với số tiền lên tới 500.000 đồng. Sau khi nghe mức giá đó, nhóm bạn của du khách nước ngoài đã nói không đồng ý và chỉ trả cho người đàn ông 200.000 đồng.